Xin chào tất cả các bạn. Phương Anh rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Thiếu nhi của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Các bạn thân mến, nhà văn Maxim Gorky đã từng nói: mây đen có thể che được ánh sáng mặt trời, nhưng không gì có thể che được ánh sáng của sách mang lại. Mỗi cuốn sách đều mang tới cho người đọc rất nhiều ý nghĩa của cuộc sống. Không chỉ với người lớn, với trẻ thơ, mỗi cuốn sách còn là một thế giới bí ẩn. Khám phá nó sẽ thấy được vẻ đẹp muôn màu của cuộc sống. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề rất thú vị: văn hóa đọc trong các trường học. Và cùng làm quen với bạn Ngọc Minh, giải nhất văn hóa đọc toàn quốc các bạn nhé! Sách là kho báu vô tận, đúc kết những tinh hoa, tri thức của nhân loại qua các thế hệ, giúp người đọc có được kiến thức, sự hiểu biết về mọi phương diện của đời sống, có thêm kinh nghiệm sống, kinh nghiệm lao động sản xuất, học tập và trau dồi tư tưởng, tình cảm, thẩm mỹ, tư duy. Đọc sách đã trở thành nhu cầu không thể thiếu đối với con người. Mình rất thích đọc sách và mình rất yêu thích những cuốn sách. Mình rất thích đọc sách và những ngày rảnh rỗi mình thường đọc sách với mẹ và chị. Một ngày mình dành từ 30 phút đến 1 tiếng để đọc sách. Thường thường thì mình sẽ dành thời gian đọc sách vào cuối tuần. Bình thường thì mình sẽ dành thời gian đọc sách khoảng 45 phút một ngày ạ. Mình thường đọc sách vào những lúc rảnh rỗi và những ngày nghỉ. Mình thích đọc những quyển sách nói về tình cảm của gia đình. Mình sẽ đọc những quyển sách có nội dung về tình bạn. Mình rất thích đọc những cuốn sách có nội dung về khoa học. Để các bạn nhỏ có ý thức và say mê với việc đọc sách, các nhà trường đã có những hoạt động giáo dục học sinh về kỹ năng, thói quen đọc sách, bao gồm phương pháp đọc, kỹ năng tiếp cận sách, đọc sách có mục đích, tiêu chí lựa chọn những cuốn sách đáng đọc, đưa ra một danh mục sách cần đọc trong một năm học. Trường cửa năm 1 là ngôi trường có bề dày về thành tích học tập cũng như các hoạt động bề nổi. Việc hưởng ứng Ngày sách Việt Nam và văn hóa đọc đã được thực hiện rất chất lượng và hiệu quả cao. Trong những năm qua thì trường của chúng tôi đã có học sinh đạt giải nhì cấp quốc gia về phong trào văn hóa đọc. Và để phát triển cái phong trào văn hóa đọc thì chúng tôi đã tạo cho học sinh cái nhu cầu và hứng thú đọc sách, nâng cao cái nhận thức cho giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh. Thứ hai đó là chúng tôi phát triển cái số lượng về cái đầu sách ở trong cái tủ sách thư viện của nhà trường cũng như là các cái tủ sách ở các lớp. Thứ ba đó là chúng tôi đã tổ chức cái mà thi đua cái phong trào đọc sách trong nhà trường, nó là thường xuyên, định kỳ. Khi học sinh mà đạt các cái thành tích thì chúng tôi đã thay bằng thưởng cái mà các đồ dùng học tập bằng thưởng sách và báo cho các em để phát huy cái phong trào đọc sách. Bên cạnh các hình thức tổ chức các cuộc thi quay video giới thiệu sách nhằm mang đến sân chơi hấp dẫn thú vị để thu hút và khơi gợi được sự hứng thú từ các bạn nhỏ, thì thư viện các nhà trường đã tổ chức nghiên cứu để đổi mới, sáng tạo, tạo không gian xanh để quá trình đọc sách diễn ra thuận lợi hơn. Học sinh có nhiều cảm hứng và sự yên tĩnh để thẩm thấu giá trị mà sách mang lại. Các tên gọi của thư viện cũng đã tạo ra sự thú vị: thư viện xanh, thư viện hạnh phúc, thư viện thân thiện. Tại trường tiểu học Hà Huy Tập 2, nhà trường cũng đã từng bước lên kế hoạch và có những giải pháp cách thức khá hiệu quả để mang sách đến gần hơn với học sinh, giúp các em hình thành thói quen đọc sách như một nhu cầu tự thân, một sở thích, niềm vui và khát vọng không thể thiếu trong đời sống tinh thần của mình. Và đây cũng là ngôi trường đầu tiên ở Nghệ An có học sinh đạt giải nhất toàn quốc về cuộc thi văn hóa đọc mở rộng. Để phát triển văn hóa đọc, vấn đề gốc rễ là phải xây dựng thói quen đọc sách. Và để xây dựng được thói quen tốt này trong cuộc sống thì phải bắt nguồn từ việc giáo dục của mỗi gia đình. Ông bà hết sức yên tâm phấn khởi về cái môi trường học tập và giáo dục hiện nay ở nhà trường. Rất là quan tâm khuyến khích động viên các cháu thực hiện cái văn hóa đọc hiện nay ở các nhà trường. Bởi vì cái văn hóa đọc nó đem lại cái trí tuệ, tư duy, phát triển khả năng sáng tạo của các cháu, giúp các cháu hình thành phát triển nhân cách và khát vọng trong cái cuộc sống của mình. Với tinh thần say mê, tâm huyết và nghiêm túc cầu thị trong việc thực hiện bài dự thi Đại sứ Văn hóa đọc, em Ngọc Minh đã vinh dự đạt được giải nhất toàn quốc cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022.
đạt được kết quả đó, có sự hướng dẫn, đào tạo của thầy cô giáo, cũng như sự đồng hành, tạo điều kiện từ chính gia đình em. Mình nghĩ rằng là việc dành thời gian nhiều hay ít không quan trọng bằng việc là chúng ta duy trì thói quen và tạo nên cái sự hứng khởi cho con mỗi lần đọc sách. Đồng hành cùng với con, cùng con đọc sách. Ngoài cái việc là để phát triển tâm hồn của con, nắm được tâm tư, tình cảm của con, thì sẽ trở thành một cái người bạn đồng hành của con trong quá trình phát triển. Và nếu duy trì được cái thói quen đó, thì mình nghĩ đó sẽ là một cái nếp nhà, là một cái giá trị văn hóa đẹp trong gia đình. Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 có tổng số 1.364 bài dự thi xuất sắc tham dự vòng chung kết. Với thái độ nghiêm túc, tinh thần cầu thị, sự đầu tư công phu trong phần thi và đặc biệt với mong muốn lan tỏa văn hóa đọc cho cộng đồng, em Ngô Ngọc Minh đã xuất sắc đạt giải nhất toàn quốc. Đây là lần đầu tiên tỉnh Nghệ An có giải nhất toàn quốc ở bậc tiểu học, là một vinh dự đối với nhà trường, gia đình và bản thân em. Em rất thích đọc sách vì sách mang lại cho em nhiều trí thức, hoàn thiện nhân cách, phát triển tâm hồn của mình. Sau cuộc thi này, em muốn phát triển văn hóa đọc cho cộng đồng như trong cuộc thi em đã nói. Ở Nghệ An, có rất nhiều huyện miền núi có hoàn cảnh kinh tế vô cùng khó khăn. Nhiều bạn không có tiền mua sách, đọc sách. Vì vậy, em muốn lan tỏa tình yêu đọc sách này tới cho các bạn học sinh ở dân tộc miền núi. Đọc sách để trau dồi kiến thức, bởi vì sách là một kho tàng tri thức khổng lồ của nhân loại được lưu trữ qua hàng nghìn năm. Đọc sách là cách tốt nhất để tiếp thu văn hóa thế giới, làm giàu thêm vốn hiểu biết của bản thân. Vì thế các bạn nhỏ ơi, chúng ta hãy cùng nâng niu, yêu quý và trân trọng thói quen đọc sách nhé! Sách không chỉ cho ta tri thức, hiểu biết và kiến thức tổng hợp về mọi mặt trong cuộc sống. Đó còn là hành trình giúp chúng ta tự khám phá bản thân, hướng đến những giá trị cao đẹp trong cuộc sống. Phát triển nhân cách, bồi đắp tâm hồn và thắp sáng những ước mơ cho người đọc. Hãy rèn luyện mỗi ngày bằng cách đọc sách các bạn nhé!